Tiếp 7. Muốn sớm thoát khổ nên tu tịnh độ. Nhiều vị học Phật vì ưa chuộng quyền lý cao siêu cho môn niệm Phật là của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém, nhưng họ đâu biết tịnh độ là cửa màu tham diệu đi sâu vào Phật tánh, là con thuyền chí bảo để mau thoát khỏi luân hồi. Cho nên có những bậc thượng căn vì chưa nhận thức tịnh độ mà mãi mãi bị trầm trệ trong nẻo mê tân. Và có kẻ căn tánh chỉ tầm thường, nhưng do tu tịnh độ mà sớm bước lên đường giải thoát. Xin thuật ra đây đôi chuyện để chư học giả so sánh. Đời đường bên Trung Hoa, nơi chùa Hương Sơn, đất Lạc Dương, có sư Thích Giám Không, sư nguyên tục tánh họ Tề, người ở Ngô Quận. Thuở còn nhỏ ông nghèo khổ, tuy học hành siêng năng nhưng ít ghi nhớ. Lớn lên ưa làm thi văn, song chỉ tầm thường. Ông hay đi lại dùng Ngô Sở ý kiến hàng hầu bá, nhưng không được sự giúp đỡ bao nhiêu. Khi có tiền đầy sâu thì sanh đau yếu, tiền hết bệnh mới lành. Đầu niên hiệu Nguyên Hòa, ông dạo chơi xứ Tiền Đường, gặp năm mất mùa, nghĩ đến chùa Thiên Trúc để cầu thực. Nhưng vừa đi tới phía tây Cô Sơn Tự, ông đói quá, không thể tiến bước nổi, liền lại ngồi bên bờ suối tuyết, rơi lệ ngâm vài câu bi phẫn. Hoặc có vị Phạn Tăng theo dòng suối đến ngồi, nhìn ông mỉm cười hỏi: Pháp sư đã nếm đủ hương vị lữ du chưa? Ông đáp: Hương vị lữ du có thể gọi đã nếm đủ, nhưng mỹ nhân tục danh là Quân Phòng đã từng làm pháp sư đâu. Phạn Tăng nói: Ông không nhớ lúc giảng kinh Pháp Hoa ở chùa Đồng Đức hay sao? Đáp: Tôi từ khi sanh thân đến nay đã 45 tuổi, hằng bàng hoàng nơi dùng Ngô Sở, chưa từng để bước đến kinh đô, đâu lại có chuyện giảng kinh ở miền Lạc Trung như thế. Phạn Tăng bảo: Chắc ông bị lửa đói thiêu đốt nên quên cả việc xưa rồi. Nói xong liền lần trong đẩy lấy ra một quả táo lớn ước bằng nắm tay trao cho và bảo: Bậc thượng trí ăn vào biết rõ việc quá khứ vị lai, người hạ căn cũng có thể nhớ được chuyện kiếp trước. Ông tiếp lấy quả táo ăn xong, dốc nước suối uống, thoạt mờ mệt muốn ngủ, liền tựa đầu gối vào đá mà nằm. Giây phút tỉnh dậy nhớ tiền thân làm pháp sư giảng kinh cùng những bạn đồng tu rõ rệt như việc ngày hôm qua, nhưng rơi lệ hỏi rằng: Chấn Hòa Thượng bây giờ ở đâu? Phạn Tăng đáp: Công chuyên tinh chưa tới mức nên chuyển sanh làm vị tăng ở đất Tây Thục, nay cũng đã dứt được vọng duyên. Lại hỏi: Thần Thượng Nhân và Ngộ Pháp Sư hiện thời ra sao? Đáp: Thần Thượng Nhân túc duyên trả chưa xong, còn Ngộ Pháp Sư bởi đứng trước tượng đá chùa Hương Sơn phát nguyện giỡn: Nếu kiếp này tu không chứng đạo, thân sau nguyện làm bậc quý thần, nên hiện đã sanh làm đại tướng. Trong năm người bạn chân thủy khi xưa, duy ta được giải thoát, ba vị kia thì như thế, riêng ngươi còn đối khổ nơi đây. Ông thương khóc nói: Tôi kiếp trước hơn 40 năm, ngày chỉ ăn một bữa, thân duy đắp một y, việc phù tục quyết dứt căn nguyên, cớ sao còn kém phước để đến nỗi hôm nay phải ra người đối khổ. Phạn Tăng đáp: Khi xưa ông ngồi trên pháp tòa hay nói nhiều việc dị đoan, khiến cho thính chúng sanh lòng nghi hoặc, lại giới hạnh còn có chỗ kém khuyết nên phải bị báo ứng như hôm nay. Nói đoạn lấy trong bát ra một chiếc gương hai bề đều trong suốt, bảo rằng: Việc đã qua ta không làm sao hơn được, nhưng ông muốn biết số phận sang hèn thọ yểu về tương lai, cho đến việc đạo pháp hưng suy nên nhìn vào sẽ rõ. Ông tiếp lấy gương xem hồi lâu rồi giao lại, tả rằng: Sự báo ứng lẽ vinh khổ nhờ ơn đức của ngài nay đã biết được. Phạn Tăng cầm gương cất vào bát, nắm tay ông cùng đi, độ 10 bước thì biến mất. Đêm ấy ông vào chùa Linh Ẩn xin xuất gia, hiệu là Giám Không.
Sau khi thọ giới cụ túc, liền đi du phương tu hành. Sự khổ tiết, cao hạnh ai cũng khen ngợi. Về sau Giám Không thiền sư gặp ông Liễu Sính ở chùa Thiên Trúc, tự trần thuật tiền nhân và bảo: "Tôi sống được 77, tăng lạp 32, nay chỉ còn 9 năm nữa là thọ số mãn. Sau khi tôi tịch, Phật Pháp còn được như ngày hôm nay chăng?" Sính nghe nói lạ, gạn hỏi. Sư không đáp, chỉ đòi bút viết mấy hàng nơi vách bắc lầu tàng kinh như sau: "Hưng hạt cát, suy cát sông Hằng, thỏ đã bị lưới, chó dồ săn, trâu cọp giao tranh sừng với răng, ánh hoa đàm vẫn sáng nghìn năm." Đây là lời tiên tri của sư. Câu trước nói về đạo Pháp sẽ suy, câu thứ hai chỉ cho sự phá đạo rất tàn khốc, câu thứ ba ghi rõ thời gian quỷ Pháp ở vào năm Ất Sửu tiếp qua Bính Dần, câu sau cùng nói: "Tuy nhiên Phật Pháp vẫn còn, ánh đạo không bị quỷ diệt." Lời sấm trên ứng vào việc phá Phật Pháp của Đường Võ Tôn. Ông vua này đã ra lệnh hủy hoại 47.000 ngôi chùa, ép buộc hơn 27.000 tăng ni hoàn tục. Trích Cao Tăng Truyện, Thiên Cảm Thông, tập 3. Đời Nguyên bên Trung Hoa, vào năm Canh Ngọ, niên hiệu Chí Thuận ở vùng Triết Tây bị thất mùa liên tiếp. Trong thành Hàng Châu, dân chúng đói chết nằm ngổ ngang đầy đường. Mỗi buổi sáng, quan phòng chánh mướn người khiêng tử thi chở đem bỏ xuống hang núi sau tháp Thái Hòa. Trong số tử thi có thay một bà lão hơn 10 hôm không hôi thối, ngày nào cũng tự trồi lên nằm trên các thây chết khác. Chúng lấy làm lạ, dòng dây kéo đem lên soát trong người, thấy có túi vải đựng ba bức đồ niệm công cứ A Di Đà Phật. Việc này truyền đến quan Hữu Tư, ngài cho mua quan Quách Tẩn Liệm và đem ra thiêu hóa. Khi củi đốt lên, trong khói lửa hiện ra tượng Phật Bồ Tát ánh sáng rực rỡ. Do nhân duyên đó, rất nhiều người phát tâm niệm Phật. Trích Sơn Am Tạp Lục. Xem sự tích trên, ta thấy như ngài Giám Không kiếp trước từng làm giảng chủ. Phù tục đã dứt căn nguyên, tu trì cũng nhiều tinh khổ, nhưng vì chưa chứng quả lại còn chút tiềm vết, nên phải chuyển thân làm kẻ sĩ đói khát khốn cùng. Kiếp xưa năm bạn đồng tu, chỉ một mình Phạn Tăng được giải thoát. Ngoài ngài Giám Không lại còn sự tích Cao Tăng Duyên Quán, do chưa sạch nghiệp nên không thoát khỏi bào thai của nàng Dương Thị. Truyện Tỳ Khưu Pháp Dân từng làm đại pháp sư, nhưng vì tham lợi dưỡng sẻn Phật Pháp nên bị đọa làm thân trâu. Truyện ngài Hải Ấn cũng thuộc hàng danh tăng, vì thọ người cúng dường phải chuyển sanh làm con gái cho nhà thí chủ. Truyện ngài Mạc Sơn lai lịch phi phàm, nhưng bởi túc nghiệp từ vô lượng kiếp phát hiện nên luân hồi làm kẻ ngu khờ. Ghét người tu niệm, truyện ngài Đoạn Nghĩa Nhai tham thiền đã được khai ngộ, kiếp sau chuyển sanh làm tăng, được người lấy bái cúng dường, tham hưởng phước mà quên đường giải thoát. Truyện đệ tử của ngài tuyệt học thành công, thiền định đã tỏ suốt nguồn tâm, bởi chưa đắc đạo nên thân sao làm ông sư thông minh, động tâm sao qua kiêu mạn, rồi từ đó không nghiệp ác gì chẳng làm. Truyện một ni cô tụng kinh Pháp Hoa 30 năm, vì tâm còn chưa dứt niệm sắc thinh nên kiếp sau đọa làm thân ca kỹ, tiếng thanh sắc đẹp, nơi miệng thường bay ra mùi thơm hoa sen. Truyện vị cao tăng non nhạn đảng, bởi chưa chứng đạo kiếp sau là tầng cối, do tiền căn đã có công tu niệm nên thông minh, đỗ cao làm quan đến ngôi cực phẩm, song vì mê quyền quý tạo điều gian ác để nhiều kiếp đọa tam đồ. Xem truyện tích xưa còn biết bao trường hợp như thế nữa. Qua các gương trên, ta thấy nếu tự lực tu hành, khi chưa được nghiệp sạch tình không,
lúc tái sanh tất phải mê muội, 10 người đã rớt hết 8-9. Còn như bà lão niệm Phật, tuy dốt đạo lý, chẳng hiểu chút chi về tông về giáo, nhưng nhờ thành tâm niệm Di Đà mà sau khi chết diễn ra nhiều điều kỳ lạ, đã chứng minh bà lão vãng sanh về cực lạc không còn nghi ngờ. Cho nên tham thiền, tụng kinh cùng tu các môn khác là những điều quý báu nên làm và đáng khuyến khích. Nhưng giữa thời mạt pháp này cần phải tu thêm môn niệm Phật, rồi đem tất cả công đức ấy hồi hướng về Tây Phương mới bảo đảm khỏi luân hồi mê đọa. Nếu không lấy tịnh độ làm nơi quy hướng thì công đức tu các môn khác chỉ gây căn lành phước báo và nhân duyên đắc độ về sau mà thôi. Như thế, e cho khi chuyển sanh hôn mê tạo nghiệp phải bị trầm trệ lâu trong cảnh khổ luân hồi. Mấy ai thông minh như Ngộ Đạt Quốc Sư, 10 kiếp làm cao tăng tu thiền định, kiếp sau trốt mới 14 tuổi đã giảng suốt kinh Niết Bàn. Nhưng vì một niệm đam mê trước tòa trầm hương nên bị túc báo ghẻ mặt người. Sao trở lại niệm Phật mới được vãng sanh giải thoát? Những vị ý mình cao minh, ngoài miệng nói suốt lý quyền, chỉ trọng tưởng lực, khinh thường niệm Phật, cũng nên xem gương trên mà để tâm suy nghĩ. Chương 2. Đệ nhị yếu. Niệm Phật phải phát lòng Bồ Đề. Khải đề: ba cõi không an giường quả trạch, đâu miền chân lạc khỏi tan thương. Người vô thường cảnh vô thường, khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng, quay về bể giác thanh lương. Khởi lòng bi trí, nguyện độ mười phương, ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh, bền lòng không thối chuyển, cầu ngôi vị Pháp Vương. Mục A. Luận về Bồ Đề Tâm. Tiết 8. Ý nghĩa của Bồ Đề Tâm: đem công đức niệm Phật đề cầu phước lợi nhỏ nhen ở thế gian, tất không hợp với bản hoài của Phật. Cho nên hành giả phải vì sự thoát ly khỏi dòng sống chết luân hồi mà niệm Phật. Nhưng nếu vì giải thoát riêng cho mình mà tu niệm, cũng chỉ hợp với bản hoài của Phật một ít phần mà thôi. Vậy bản hoài của Phật cứu cánh là như thế nào? Bản hoài đích thật của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sanh đều thoát dòng sanh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên người niệm Phật cần phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề nghĩa là giác. Trong ấy có ba bậc: Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề và Phật Bồ Đề. Đây là chỉ cho quả giác ngộ của hàng Thanh Văn, quả giác ngộ của hàng Duyên Giác và quả giác ngộ của Phật. Người niệm Phật phát Bồ Đề Tâm chính là phát tâm cầu quả giác ngộ của Phật. Quả gì ấy? Cùng tột không chi hơn, siêu cả hàng Thanh Văn Duyên Giác, nên gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Tâm này gồm hai chủng tử chính là từ bi và trí huệ, hay phát xuất công năng độ thoát mình và tất cả chúng sanh. Xác nhận lại, Bồ Đề Tâm nói ở đây chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm, tức chỉ cho Phật Bồ Đề, chứ không phải Thanh Văn hoặc Duyên Giác Bồ Đề Tâm. Kinh nói: Bồ Đề Tâm làm nhân, Đại Bi làm căn bản, phương tiện làm cứu cánh. Ví như người đi xa, trước tiên phải nhận định mục tiêu sẽ đến, phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý do nào, và sau cùng dùng phương tiện hoặc xe, thuyền hay phi cơ mà khởi tiến. Người tu cũng thế, trước tiên phải lấy quả Vô Thượng Bồ Đề làm mục tiêu cứu cánh, lấy lòng Đại Bi lợi mình, lợi sanh làm chủ đích thực hành. Và kế đó là tùy sở thích căn cơ, lựa chọn các pháp môn hoặc thiền, hoặc tịnh, hoặc mật làm phương tiện tu tập. Phương tiện với nghĩa rộng hơn còn là trí huệ quyền biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả hạnh thuận nghịch trong khi hành đạo Bồ Tát. Cho nên, Bồ Đề Tâm là mục tiêu cần phải nhận định của hành giả trước khi khởi công hạnh quân tu. Vì thế, chương trước đã đề cập sự thiết yếu của môn niệm Phật,
cùng chủ đích cầu thoát sanh tử của môn này. Chương tiếp đây lại cần ghi nhận Bồ Đề Tâm là tiêu điểm cuối cùng phải đi đến. Đức Thế Tôn thuở xưa khi thuyết về tứ đế, đáng lẽ trước tiên phải nói tập đế là nguyên do, nhưng Ngài lại sắp khổ đế lên hàng đầu, là muốn trình bày quả khổ cho chúng sanh dễ nhận thấy, để sanh lòng lưu ý, kinh sợ, rồi sau mới tìm xét đến nguyên quỷ cội nguồn. Cũng thế, nơi đây bút giả tuân theo ý kiến tiên đức, trước tiên nêu môn niệm Phật cầu giải thoát làm vấn đề cấp thiết, rồi sau mới luận đến Bồ Đề Tâm. Kinh Hoa Nghiêm bảo, nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma. Lời này xét ra rất đúng. Ví như người cất bước khởi hành mà chẳng biết mình sẽ đến đâu và đi với mục đích gì, thì cuộc hành trình chẳng thành quanh quẩn, mỏi mệt, vô ích lắm ư? Người tu cũng thế, nếu dụng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu cầu thành Phật để lợi mình, lợi sanh, thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả hưởng phước nhân thiên, chung cuộc vẫn bị chìm mê quanh quẩn trong nẻo luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ. Như vậy, chẳng là nghiệp ma còn là gì? Thế thì phát lòng vô thượng Bồ Đề để lợi ích mình và chúng sanh, phải ghi nhận là điểm phát tâm rất cần yếu. Tiết chính Bồ Đề Tâm với món tịnh độ. Phật Pháp theo sự tùy hóa, thông thường có hai cấp bậc là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa nói những pháp thấp nhỏ, trọng tâm hướng về mục tiêu gấp cầu liễu sanh tử cho chính mình, và chỉ đi đến quả vị A-la-hán hoặc duyên giác. Đại Thừa nói các pháp rộng lớn, hướng về hoằng nguyện độ thoát tất cả chúng sanh và đi đến quả vị toàn giác của Như Lai. Pháp môn niệm Phật thuộc về Đại Thừa nên chẳng những đi về chiều hướng tự độ mà còn kiêm cả độ tha. Đạo Phật du nhập vào Trung Hoa, trải qua sự hoằng dương của chư vị tổ sư, kết quả lập thành 10 tông, trong đó có 2 tông thuộc về Tiểu Thừa và Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Nhưng căn tánh của người Trung Hoa không hợp với pháp Tiểu Thừa, nên không bao lâu 2 tông này đều bị tàn tạ. Còn 8 tông kia thì thuộc về Đại Thừa, gồm có Thiên Thai Tông, Hiền Thủ Tông, Tam Luận Tông, Pháp Tướng Tông, Luật Tông, Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Môn hoằng dương của Tịnh Độ Tông là pháp niệm Phật. Nếu pháp môn này chỉ giảng thuyết về sự tự độ thì e cho đã bị tiêu mòn như 2 tông Tiểu Thừa kia từ lâu rồi. Nước Việt Nam ta là một bán đảo thuộc miền Duyên Hải, dân tánh có chiều hướng hoạt động suy tư rộng, nên phần lớn thích hợp với Đại Thừa. Nên từ xưa đến nay, tại đất nước này, Thiền Tông và Tịnh Độ đã chiếm phần ưu thắng. Luận về Pháp, những Pháp nào đi đến Phật quả cứu cánh, giảng thuyết rộng về giới ngoại và sự lợi tha, đó là Pháp Đại Thừa. Trái lại, chính là Pháp Tiểu Thừa. Những điểm chủ yếu để phân định Tiểu Thừa hay Đại Thừa là thuộc về tâm, chứ không phải Pháp. Nếu dùng Pháp Tiểu Thừa hoằng hóa làm phương tiện dễ dẫn đến Phật quả thì đó chính Đại Thừa. Chẳng thế, khi Đức Như Lai giảng dạy về Tiểu Thừa Giáo, Ngài cũng là hạng Tiểu Thừa hay sao? Vì lẽ ấy cho nên người niệm Phật cần phải chú trọng về chỗ phát tâm, tức là Pháp Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Môn niệm Phật đã thuộc về Pháp Đại Thừa, nếu hành giả tu theo môn này lại phát Đại Bồ Tâm nữa, thì tâm và Pháp đều được toàn diện, sẽ đi đến quả viên giác kim cả, tự lợi lợi tha. Nếu phát tâm Nhân Thiên Thừa mà niệm Phật thì môn niệm Phật thành Pháp Nhân Thiên. Người niệm Phật mà phát tâm như thế chỉ hưởng được sự sang quý ở cõi người cõi trời. Khi phước báo hết lại chịu luân hồi sa đọa. Nếu phát tâm Tiểu Thừa mà niệm Phật thì môn niệm Phật thành Pháp Tiểu Thừa.
Người niệm Phật mà phát tâm này thì chỉ được quả giác thấp kém không viên mãn của thanh văn duyên giác, lại còn phạm lỗi do hẹp thiếu lòng từ bi. Duy biết lo giải thoát cho mình, không đoái đến bao nhiêu chúng sanh đau khổ khác. Cho nên niệm Phật cần phải phát vô thượng Bồ Đề tâm. Lời tục thường nói, sai một ly đi ngàn dặm. Người niệm Phật tu hành đối với điểm phát tâm có chính xác cùng không, há chẳng phải là một điều đáng chú ý lắm ư?